Dạy mẹ dùng máy tính. Hôm nay nắng lên, nhìn vàng hồng leo nhà mình càng thêm rực rỡ em nhỉ. Đúng là vợ chồng mình đảm đang quá, chăm cây nào tốt kìa ấy. Hàng xóm nhà mình ai đi qua cũng phải ngước lên nhìn khen tấm khen tách. Cũng nhờ anh chịu khó tìm hiểu rồi dạy em cách trồng loại cây hợp với khí hậu của mình đó. Đợt tới anh đầu tư làm một khu vườn trên ban công cho em chăm nha. Vừa có rau sạch ăn mà trong nhà mình cũng tươi mát hơn. Vâng, ai đi qua cũng thích vườn hồng nhà mình đó. Ý tưởng vườn rau trên ban công của anh em cũng thích lắm. Để cuối tuần này vợ chồng mình cùng thiết kế nhé. À, mà sao nay anh về sớm quá vậy? Anh vào tắm rửa đi, em nấu cơm xong rồi đó. Ôi chao, thơm quá. Mẹ nói hôm nay cho bố con anh ăn món gì đó. Có gì đâu, chỉ là sườn sốt chua ngọt, rau bí ngòi xào tỏi và canh nghêu thôi. Em làm những món mà cô Tuấn nhà mình thích ăn nhất đấy. Vào mùa hè ăn canh nghêu á, thêm vài trái cà pháo nữa là tuyệt nhất anh nhỉ. Em nói chỉ có chuẩn thôi. À, đến giờ ăn rồi. Đói quá, đói quá. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt hả mẹ? Ôi, con sẽ ăn hết cả nồi cũng được. Con á, cũng phải ăn nhiều rau vào mới tốt cho sức khỏe. Lúc nào cũng lười ăn rau hết thôi á, như vậy không có tốt đâu. Tuân lệnh mẹ, hôm nay con sẽ ăn nhiều rau. Ôi chao, nhìn những món mẹ làm trông hấp dẫn quá đi thôi. Mẹ đúng là nhất, món gì mẹ cũng biết, món gì mẹ làm cũng ngon hết bố ha. Hả? Ôi, nước ở đâu chảy ra thế này? Ôi, lên láng hết cả ra đây, bẩn quá. Thử tìm xem cái ống nước nào hỏng không. Đây rồi, hóa ra là nó bị rò cái dây thoát nước, phải thay mới được. Hệ thống nước nhà mình cũng cũ quá rồi, có khi phải xem lại hết một lượt mới được. Mà hôm nay chủ nhật, không biết bố con cô Tuấn đâu rồi. Suốt từ sáng, sao mình không nghe thấy tiếng vậy? À, thì ra vậy, thảo nào không thấy bóng dáng một ai. Anh ơi, giúp em với. Em không biết lắp cái đường ống nước như thế nào. Nước nó dò nhiều quá. Ừ, thôi được rồi, để anh xem cho nhanh nào. Anh đang xem dở chương trình yêu thích. Em đảm đang lắm mà, sao đến cái việc nhỏ như thế này em lại không biết làm chứ. Em nhìn cho kỹ cách anh làm nha, lần sau có thể tự làm được. Những lúc anh đi công tác vắng nhà thì em biết làm thế nào. Chẳng lẽ đợi anh về thay cho chắc. Xong rồi nha, giờ thì hết rò rồi. Em xem không còn ít nước nào rò ra rồi nha. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. May quá có anh á, không thì em chẳng biết phải làm sao. Đương nhiên rồi, anh là người đàn ông hoàn hảo mà. Việc gì anh cũng làm được, phải không? Lần sau nhờ anh thì nhờ việc gì khó khó vào nha. Tuấn ơi, bật hộ mẹ cái máy tính với. Mẹ không biết bật thế nào. Có bao nhiêu là nút thế này thì bật cái nút nào nhỉ? Nút màu xanh, màu vàng hay là màu tím đó? Thì mẹ ấn vào cái nút ngon ấy, cái nút màu đỏ to nhất đó ạ. À, ở ngay chính giữa màn hình đó. Mấy lần con dạy mẹ rồi mà mẹ vẫn quên ạ. Ừ, nhưng nó yêu cầu nhập mật khẩu. Mật khẩu là gì con nhỉ? Mật khẩu là gia đình mình, mẹ cứ gõ y nguyên vào là tự đăng nhập được ạ. Gia đình. Tuấn ơi, mẹ không biết gõ thế nào. Nó không được nè. Không biết nó sai ở chỗ nào ấy. Con ra xem cho mẹ với. Trời ơi, sao cái gì mẹ cũng không biết vậy. Mẹ bạn con á, cô ấy thông thạo mấy cái này lắm luôn. Còn chơi cái mạng xã hội nữa con. Còn mẹ thì không biết cả mở máy tính nữa. Mẹ phải bấm cả Enter nữa mới được. Đây là phím Enter mẹ nha. Ừ, mẹ nhớ rồi. Mẹ muốn vào tìm thông tin gì? Làm bánh hả?
Đây, các loại công thức đây. Mẹ vào trang tìm kiếm rồi gõ loại bánh mà mẹ muốn làm. Sau đó thì nhấn Enter. Kéo xuống là bao nhiêu kết quả mẹ nha. Ừ, từ từ, để mẹ ghi lại đã nào. Con hướng dẫn nhanh như vậy thì làm sao mà mẹ nhớ được cơ chứ. Thế, để con đọc cho mẹ ghi. Con đọc thật chậm mẹ nha. Anh ơi, thay cho em cái bóng đèn. Em không biết thay. Em vừa mới sờ vào thôi mà như bị điện giật ấy. Sợ quá. Em xuống đi, để anh thay cho. Nguy hiểm quá đi mất. Tuấn ơi, ra đây mẹ nhờ tí. Nhanh lên con ơi. Hả? Có chuyện gì vậy mẹ? Sao giọng mẹ nghe gấp gáp thế? Mẹ rút hết dây giày ra để đánh giày. Nhưng giờ mẹ lại không biết làm sao để buộc chúng lại. Con giúp mẹ được không? Mẹ đã thử mà cứ buộc vào là lại bị thắt nút à. Mẹ lại không biết. Sao mẹ không biết nhiều thứ thế? Thôi được rồi, để con hướng dẫn mẹ vậy. Chuyện gì thế? Mẹ không biết buộc dây giày ba ạ. Con không ngờ mẹ lại không biết nhiều thứ đến như thế đó ba. Ừ, mẹ con biết đánh giày mà không biết buộc dây giày. Mẹ trồng hoa đẹp mà lại kêu không có khiếu thẩm mỹ. Đấy, xem này, lại phải đến tay ba cắm lọ hoa. Hai mẹ con xem, ba cắm có đẹp không? Nhìn lọ hoa mà đã thấy người cắm thật tinh tế thế nào. Quá đẹp ấy chứ. Ba đúng là khéo tay nhé. Ba, con chỉ biết xỏ dây giày của con thôi. Ba xử lý dây giày của ba đi. Giày da mà thắt kiểu của con trông trẻ con lắm ba. Ừ, để đó. Ba mới học được một kiểu xỏ dây giày trên mạng đẹp lắm. Để ba làm cho. Nhân tiện chỉ cho mẹ nhiều kiểu buộc dây khác. Trông vừa đẹp mà lại dễ cởi. Em ơi, 7 giờ rồi đó. Bữa nay em không dậy chuẩn bị cho cô Tuấn đi học à. Em mệt quá. Anh giúp em với. Em thấy người bị làm sao ấy. Cứ choáng choáng. Muốn dậy mà không còn sức nữa. Ờ, chết rồi. Em ốm rồi đó. Lại sốt cao quá này. Em cứ nằm nghỉ đi để anh lo liệu cho. Anh chuẩn bị bữa sáng cho con. Nhắc con kiểm tra đồ dùng học tập. Và xem sắp xếp quần áo thể dục cho con nữa. Hôm nay cô Tuấn có tiết ngoại khóa đó. Được rồi, anh biết mà. Em nằm nghỉ đi, đừng có lo lắng gì nữa. Chuẩn bị cho con xong rồi, anh bưng cháo và thuốc vào cho em nha. Vợ ơi, em biết bộ đồng phục của con ở đâu không? Anh lật hết cả đống quần áo của con treo ở trong tủ mà không thấy. Trên ngăn tủ thứ ba, cánh bên phải anh nhé. Anh nhìn thấy chưa? Mà hai ba con vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Mẹ ơi, mũ bảo hiểm của con treo ở đâu? Nhanh lên mẹ ơi, không con bị muộn học rồi. Em ơi, em có biết chìa khóa xe anh để đâu không? Rõ ràng hôm qua anh để ở đây mà nay lại không thấy. Thế có tài không cơ chứ? Chả lẽ nó có chân chảy. Mẹ ơi, mẹ có biết vật cầu lông ở đâu không? Hôm nay con có tiết thể dục. Con mà quên là thầy giáo phạt đó. Mẹ ơi, nhanh lên. Em ơi. Ôi trời, hai người có biết là mẹ đang ốm không vậy? Tự nhiên ốm lại có cái hay. Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian dành cho bản thân. Cả ngày cứ luôn chân luôn tay với bao việc không tên. Dành ra vài phút thư thái ngắm hoa ngắm cỏ thế này cũng khó khăn ấy chứ. Thôi thì nhân tiện đang được nghỉ phép, tội gì không tranh thủ cơ chứ. Ờ, em ơi, cho thịt bò vào xào rồi tiếp theo làm sao? Có cho rau vào cùng luôn không? Anh trút thịt bò ra, xào qua rau, rồi mới trút chỗ thịt bò đó vào chảo cùng nhé. Chứ thịt bò mà đảo lâu á là hay dai lắm. Mà rau lại bị nát nữa, mất hết chất dinh dưỡng. Ừ, anh biết rồi, em nghĩ đi. Em ơi, thế gia vị thì cho thế nào đây? Nấu mỗi thịt bò là xong, có phải làm món gì nữa không? Anh cho chút gia vị nữa thôi, vì thịt bò mình ướp đã đậm vị rồi. Cho muối vào rau cho xanh, nhìn cũng thích mắt nữa.
xào thịt bò xong rồi á, thì bắt nồi nước để chuẩn bị nấu canh cá cùng với cà chua, hành thì là. Cá thì bác Lan đã mua giúp rồi, anh chỉ việc rửa sạch thôi. Sau đó thì xào nhuyễn cà chua, đợi nước sôi á thì mới cho cá vào, không tanh đấy nhé. Mẹ ơi, con không biết đánh giày như thế nào, mẹ dạy con với. Mai con phải đi đôi này để đi dã ngoại đó. Giày của con trông cũ thế này, các bạn nhìn thấy lại cười cho, xấu hổ lắm. Con mang lại đây, mẹ chỉ cho. Bình thường á, con cứ hay lười biếng, chứ chỉ mất công chút thôi là được đôi giày sáng bóng rồi. Ba chỉ biết nấu có vài món đơn giản vậy, hai mẹ con ăn tạm nha. Canh cá nấu chua sao nó chẳng giống với món em từng làm gì cả. Còn cái món thịt bò này thì rau cũng chẳng xanh, mà thịt bò thì cứ dính hết vào nhau. Ba ơi, mặn quá à. Cái món này thì vị lạ quá, chua ơi là chua. Cá thì nát hết ra, chả gấp được miếng nào. Ừ, giống mẹ nấu gì cả. Mẹ biết nấu nhiều món ngon hơn con, con có muốn ăn nữa đâu. Thôi, chịu khó ăn đi con. Bố đã mất tận 3 giờ đồng hồ để nấu cho con ăn rồi đó, chưa kể còn bị bỏng đây này. Con nên thương bố thì ăn cho no đi nha. Nhưng mà bố ăn thử mà xem, khó ăn lắm á. Mẹ mà nấu thì con ăn hết từ lâu rồi, không cần dục đâu. Rõ ràng là cái gì mẹ cũng biết, thế mà ba con mình toàn bảo mẹ không biết gì. Thật là hôm nay mẹ ốm mới thấy, nếu thiếu mẹ thì hai cha con mình chẳng biết làm thế nào cả. Thực ra thì ngoài xã hội kia, có những điều em cũng không biết được. Nhưng trong nhà này, em có thể làm được hết mọi chuyện đấy. Em nói em không biết, thực ra là muốn anh và con có cơ hội để thể hiện mình, để chia sẻ cảm xúc với nhau, để chúng ta không bị cô lập trong gia đình. Những lúc nhìn anh và con mải mê với chương trình TV và điện tử, em phải giả vờ để kéo anh và con đứng lên, để tiêu tốn ít thời gian cho những thứ vô bổ đó thôi. Dành thời gian cho gia đình, để mọi người gần gũi nhau hơn. Giờ anh mới thấy mưu kế của em rồi nha. Anh hiểu rồi. Anh hứa từ đây sẽ quan tâm hơn đến gia đình, đến em, và chia sẻ giúp đỡ em mọi việc. Gia đình mình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc em nha. Con cũng hứa với mẹ như vậy ạ. Mỗi ngày con chỉ dành 30 phút để chơi điện tử thôi. Còn đâu thời gian, con sẽ dành để giúp mẹ việc nhà, cho mẹ đỡ vất vả, và hai mẹ con ta trò chuyện. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.